Xin mời các bạn thành viên đăng ký 1-1 trên bảng số VLINE 6 Cú đẩy DOCGAC150 Mix số 2 Đó là 1-3-40 Cho vang thức của mình. Em xa anh trong cung trời lẹn loanh thân thờ biển vẫn thấy mênh mây dài dòng thế xa cánh buồm một chút đã cô đơn gió âm thầm không nói mà sang núi phải ngồi anh đâu phải là chiều mà nhuộm em bên tiếng nếu chiều lại ai chẳng đến dù sao đã là em nghiêng ngả vì anh. Ở bên ngoài kết loa bên trong kết mic vào nó hỗn loạn luôn thì con vang này bác thức chú ý nhá, để em 12 giờ này. Đấy, mic 12 giờ nhá, đẩy 12 giờ. Ví dụ nó lặng thì bắt tăng em lên một tí này. Đấy, mình tăng lên mình đón mic nhá. Nó nhẹ đẻ thôi. Họ tăng nhích một tí. Đấy, nhích một tí này. Nếu lặng thì tăng 1-2 volt mic vào đây. Đây là to nhỏ mic nhá. Đây là nhại này, to nhỏ nhạc này. Và ở trên điều khiển đây nó có 4. Trên cái điều khiển nó có tất cả là nó có nốt chuyển mode ấy. Đây. Và 1, 2, 3 và 1 là echo reverb. M2 mic mỏng, M3 là gì vậy? Nếu bác nhà bác mà vọng nhiều quá bác hoặc là ồm ấn lên M2 hát nhá. Ok. To nhỏ nhạc cái này. To nhỏ mic và tăng giảm nhại. À, khi dùng tắt điện lại về vị trí cũ nhá. Rất hay luôn. Còn là số huyền thoại này hay lắm. Nói chung là quá hay. Nghe là test đôi loa Multivity anh em nhá. Nghe tiếng nó phê như tê tê luôn này. Quá hay, tiếng bass đánh up bình luôn. Đây là con vang à, kết là cổ thức nhá.